Xin chào mọi người, Tuyên Sport xin giới thiệu với mọi người một cái dòng túi giữ lạnh của Coleman, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng về dụng cụ dã ngoại của Mỹ ạ. Đây là túi giữ lạnh 16 lon ạ. Được thiết kế rất là nhỏ gọn và tiện dụng cho các hoạt động đi dã ngoại ạ. Đây là ngăn chứa giữ lạnh chính ạ. Đặc biệt bên trong nó có một cái lớp nhựa này có thể tháo ra rất là tiện dụng để vệ sinh, mọi người có thể vệ sinh. Đây ạ. Để mọi người vệ sinh ạ. Bên trong là cái lớp giữ nhiệt rất là tốt ạ. Đây là một cái dòng sản phẩm rất là được yêu thích ở một số nước chuyên đi hay có các hoạt động đi dã ngoại ngoài trời ạ. Có một cái ngăn chứa phụ kiện rất là nhỏ bên trong đấy ạ. Bên ngoài là được thiết kế bằng chất liệu vải bạc, có độ chống thấm tốt và dễ dàng vệ sinh khi túi bị bẩn ạ. Phía trước là ngăn chứa phụ kiện nhỏ nữa ạ. Hai bên có hai cái túi lưới này, giúp mọi người có thể đựng những cái đồ nhỏ rất là tiện dụng ạ. Đây là quai đeo ạ. Tạo cho mọi người cảm giác thoải mái khi mang sản phẩm. Đây là một cái dòng những cái dòng sản phẩm rất là hữu ích cho các hoạt động dã ngoại, để chứa các loại để thực phẩm cũng như là đồ uống ạ. Phía trước đó là logo của nhà sản xuất chính hãng Coleman ạ. Đây là nhãn mác của sản phẩm ạ. Cũng như là một số thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi người có thể tra cũng như là xem những thông tin chi tiết hơn về sản phẩm thông qua cái mã được in ở trên mác của sản phẩm ạ. Để xem hàng cũng như là mua hàng thì mọi người có thể trực tiếp qua cái địa chỉ 52 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội ạ, hoặc truy cập vào website tuyenhuesport.com.vn ạ.